Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sửa đề số 5. Rồi, trong video này chúng ta sẽ sửa 3 bài đầu tiên là bài số 1, bài số 2 và bài số 3. Là bài số 1 là thực phép tính, bài số 2 tìm x và bài số 3 là toán thực tế. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài số 1. Rồi, bài số 1 câu A. Trừ 1 phần 3 tất cả mũ 2 cộng cho 4 phần 3 chia 2 trừ 0 với 6. Vậy thì ở đây vừa có lũy thừa, vừa có phép nhân chia, vừa có phép cộng trừ. Như vậy thì các bạn sẽ thực hiện tính lũy thừa ra trước, rồi đến nhân chia, rồi đến cộng trừ ha. Rồi, trừ 1 phần 3 tất cả mũ 2 thì chính là bằng 1 phần 9. Rồi, 4 phần 3 chia 2 thì nhân nghịch đảo lại đúng không? Là nhân cho 1 phần 2. 0,76 các bạn đổi về thành phân số là 3 phần 5. Rồi, đến đây, thực hiện nhân chia trước ha. 1 phần 9 ghi lại. 4 phần 3 nhân 1 phần 2 thì chính là bằng 2 phần 3 trừ 3 phần 5. Rồi, ở đây các bạn nhớ quy đồng lên nha. Quy đồng mẫu chung của mình sẽ là 45. Rồi, như vậy mẫu chung của mình 45. Vậy thì mẫu của mình là 45 đúng không? Rồi, 45 ha. Rồi, đầu tiên 1 phần 9 quy đồng lên ra được 5 phần 45. Rồi, cộng cho 30 trừ cho 27. Rồi, tất cả phần 45. Rồi, tính toán được thì mình sẽ ra được là 8 phần 45. Rồi, đó là câu A. Câu B. Câu B như sau. 2 phần 9 nhân cho 7 phần 5 cộng cho 2 phần 9 nhân cho trừ 11 phần 5 cộng 4 phần 5 nhân cho 2 phần 9. Rồi, các bạn còn nhớ tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng không? Là mình có gì? A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D sẽ bằng A nhân B, B cộng C cộng D. Thì trong bài này mình sẽ thấy được cái gì? Thấy được 2 phần 9 là giống nhau đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 2 phần 9 ra ngoài. 2 phần 9. Rồi, trong ngoặc sẽ có 7 phần 5 cộng cho trừ 11 phần 5 cộng cho 4 phần 5. Rồi, trong ngoặc mình tính toán ra được bao nhiêu? Trong ngoặc mình sẽ tính toán ra được là 0. Như vậy một số nhân với 0 thì cũng chính là bằng 0. Đó là câu B. Rồi, ở câu C. 4 mũ 3 nhân cho 6 mũ 4 nhân cho 81 chia cho trừ 2 tất cả mũ 8 nhân cho 3 mũ 7. Rồi, với những bài này thì các bạn sẽ đưa cơ số về thành tích của các thừa số nguyên tố. Ở đây 4 thì mình sẽ viết lại thành là 2 mũ 2 đúng không? Còn mũ 3 mình sẽ ghi lại ha. Rồi, 6 thì mình sẽ viết lại thành là 2 nhân 3 tất cả mũ 4 ha. Rồi, mũ 4 mình ghi lại đó. 81 thì chính là bằng 3 mũ 4. Rồi, ở đây trừ 2 tất cả mũ 8 cũng chính là 2 mũ 8 đúng không? Bởi vì 8 của mình là mũ chẵn, cho nên là trừ 2 mũ 8 cũng chính là bằng 2 mũ 8 luôn nha. Rồi, 3 mũ 7 ghi lại. Rồi, ở đây 2 mũ 2 tất cả mũ 3 thì chính là bằng 2 mũ 6, là bằng 2 mũ 2 nhân 3 đó, là bằng 2 mũ 6. 2 nhân 3 tất cả mũ 4 thì chính là bằng 2 mũ 4 nhân cho 3 mũ 4 đúng không? Rồi, 3 mũ 4 ở đây ghi lại nha. Rồi, ở đây ở dưới mẫu 2 mũ 8 nhân 3 mũ 7 ghi lại nè. Rồi, bây giờ mình sẽ rút gọn. 2 mũ 6 nhân 2 mũ 4 thì chính là 2 mũ 10 đúng không? Là 2 mũ 6 cộng 4 đó. Rồi, là 2 mũ 10. Tương tự 3 mũ 4 nhân 3 mũ 4 thì chính là bằng 3 mũ 8. Ở dưới mẫu mình ghi lại 2 mũ 8 nhân 3 mũ 7. Rồi, đến đây mình sẽ rút gọn 2 mũ 10 với 2 mũ 10 với 2 mũ 8 là ra được 2 mũ 2, là 2 mũ 10 trừ 8 đó nha, là 2 mũ 2 nhân cho 3 mũ 8 chia cho 3 mũ 7 thì chính là bằng 3. Như vậy nó sẽ đáp án ra được là 12. 2 mũ 2 là 4, 4 nhân 3 là 12. Rồi, đó là toàn bộ bài số 1. Tiếp theo qua bài số 2 là bài tìm x. Câu A. 7 phần 5 trừ 2 phần 5 x bằng 1 1 phần 2. Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy có hỗn số đúng không? Vậy thì các bạn phải đổi hết tất cả về thành phân số để mình dễ tính toán ha. Rồi, 7 phần 5 ghi lại nè. Trừ 2 phần 5 x ghi lại ha. Bằng 1 1 phần 2 chính là bằng 3 phần 2. Đổi về phân số là 3 phần 2. Rồi, đến đây các bạn giải bài tìm toán tìm x thông thường thôi. Suy ra được 2 phần 5 x bằng 7 phần 5 trừ 3 phần 2. Rồi, quy đồng lên nha. Suy ra 2 phần 5x bằng
14 trừ 15 phần 10 bằng trừ 1 phần 10. 2 phần 5 x bằng trừ 1 phần 10 suy ra được x bằng trừ 1 phần 10 chia cho 2 phần 5. Rồi, suy ra được x bằng trừ 1 phần 10 nhân cho 5 phần 2. Rồi, suy ra được x là bằng trừ 1 phần 4. Rồi, giải bài toán tìm x xong thì mình phải kết luận ha. Vậy, x bằng trừ 1 phần 4 nha. Rồi, đó là bài toán tìm x. Câu A. Rồi, đến với câu B. 0,75 trừ 1 phần 3 x tất cả mũ 2 cộng cho 19 phần 400 là bằng 14. Rồi, như vậy ở đây các bạn có thấy là có số thập phân đúng không? Như vậy thì các bạn phải đổi về phân số trước ha. Rồi, ở đây trừ 0,75 chính là bằng 3 phần 4 trừ 1 phần 3 x tất cả mũ 2 là bằng, ở đây bằng 1 phần 4 trừ 19 phần 400. Cô đang thực hiện đồng thời luôn. Cộng 19 phần 400 thì chuyển qua thành trừ 19 phần 400. Rồi, suy ra được 3 phần 4 trừ 1 phần 3 x tất cả mũ 2 bằng 81 phần 400. 81 phần 400 các bạn viết lại thành là 9 phần 20 tất cả mũ 2 đúng không? Rồi, mình nhớ một cái là cái gì? Mình có A mũ 2 bằng B mũ 2 thì suy ra được hai trường hợp A bằng B hoặc A bằng trừ B. Rồi, trong trường hợp này mình có 3 phần 4 trừ 1 phần 3 tất cả mũ 2 là bằng 9 phần 20 tất cả mũ 2. Như vậy thì suy ra được hai trường hợp là 3 phần 4 trừ 1 phần 3 x bằng 9 phần 20, hoặc trường hợp thứ hai là 3 phần 4 trừ 1 phần 3 x bằng trừ 9 phần 20. Rồi, đến đây các bạn giải bài toán tìm x bình thường hai trường hợp thôi. Mình có 1 phần 3 x là bằng 3 phần 4 trừ 9 phần 20. Thôi, suy ra được 1 phần 3 x bằng 3 phần 4 trừ 9 phần 20 chính là bằng 3 phần 10. Thôi, suy ra được x sẽ bằng 3 phần 10 chia cho 1 phần 3. Suy ra được là x bằng 9 phần 10. Đó, xong trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai. 3 phần 4 trừ 1 phần 3 x bằng trừ 9 phần 20. Suy ra được 1 phần 3 x là bằng 3 phần 4 trừ cho trừ 9 phần 20. Rồi, mình có 1 phần 3 x sẽ bằng 6 phần 5 ha. Rồi, suy ra được x bằng 6 phần 5 chia 1 phần 3. Suy ra được là x bằng 18 phần 5. Rồi, các bạn chèn cái chữ hoặc vô giữa ha. Rồi, chữ hoặc tức là tượng trưng cho hai trường hợp đó, trường hợp 1 và trường hợp 2. Rồi, giải ra x xong rồi mình sẽ kết luận. Vậy x thuộc tập hợp là 9 phần 10 18 phần 5. Rồi, các bạn nhớ nắm vững mấy bài như vậy ha. Rồi, đó là bài số 2. Rồi, bây giờ qua bài số 3. Toán thực tế. Theo quy định của cửa hàng điện thoại, chỉ tiêu hoàn thành của một nhân viên là bán được 20 chiếc điện thoại trong một tháng. Nhân viên nào hoàn thành chỉ tiêu thì nhận được lương cơ bản là 8 triệu đồng. Nếu trong tháng nhân viên nào vượt chỉ tiêu thì được thưởng thêm 7,5% tiền lời của số điện thoại vượt chỉ tiêu. Trong tháng 10 thì anh Hòa nhận được số tiền là 8 triệu 900 ngàn đồng, bao gồm cả lương cơ bản và thưởng thêm. Hỏi anh Hòa đã bán vượt chỉ tiêu bao nhiêu chiếc điện thoại, biết mỗi chiếc điện thoại bán ra thì cửa hàng lời được 1 triệu 500 ngàn đồng. Rồi, như vậy mình có lương cứng của anh, lương cơ bản đó ha, lương cơ bản của anh là 8 triệu đồng mà lương nhận được của anh vào tháng 10 là 8 triệu 900 ngàn. Như vậy mình sẽ tính được số tiền mà anh được thưởng thêm, đúng không? Số tiền thưởng thêm. Rồi, số tiền mà anh được thưởng thêm chính là bằng 8 triệu 900 ngàn trừ cho 8 triệu đồng là bằng 900 ngàn đồng. Rồi, như vậy mình sẽ tính được là cái gì? Nếu trong tháng nhân viên nào vượt chỉ tiêu thì nhận được thưởng thêm 7,5% tiền lời của số điện thoại mà vượt chỉ tiêu.
Như vậy mình sẽ tính được số tiền thưởng nhận được khi mà anh bán vượt một chiếc điện thoại ha. Rồi, số tiền thưởng. Số tiền thưởng nhận được khi bán vượt một chiếc điện thoại là chính là bằng cái gì? Một chiếc điện thoại thì cửa hàng lời được 1.500.000 đồng. Như vậy thì khi bán được vượt cái chỉ tiêu đó thì ảnh lại được thưởng thêm 7,5% tiền lời. Như vậy mình sẽ lấy tiền lời là 1.500.000 nhân cho 7,5% là ra 112.500 đồng. Rồi, như vậy tới đây mình đã có đủ rồi. Như vậy mình tính được là số chiếc điện thoại, số chiếc điện thoại anh Hòa bán vượt chỉ tiêu. Rồi, thì các bạn sẽ lấy nhiêu? Lấy 900.000 chia cho 112.500 đồng là ra được là 8 chiếc điện thoại. Rồi, đó là toàn bộ bài 1, 2, 3. Rồi, ok.